Xin chào cả nhà, mình đang đứng ở chợ Cách Ramatta, chợ khu chợ của người Việt ở Úc ha. Chợ này nằm ở City. Sẽ đi một vòng xem chợ này có gì ha. Đó là phở, quán phở ha, con cơm cái bên nè, con sườn, con tấm gì vậy. Đây là nhìn giống như là mình đang ở Việt Nam vậy, cũng có tiệm tạp hóa rồi nước mía rồi đủ thứ hết. Giờ mình đi mua nước mía nha. Mua nước mía uống. Đây, nước mía này. Ở chợ này là mình muốn ăn uống món gì Việt Nam cũng có thôi nha. Mày cả nhà uống nước mía. Ngon quá. Giờ mình đi một vòng cái khu chợ này nha. Đây bán đồ ăn nè. Đồ đủ đủ. Tìm tạp hóa. Mấy bên đó là cái ngân hàng của Úc. Shop bán vải. Còn chữ Việt không ạ? À? Mấy cô bán gạo nè. Có hành tím. Bánh cam, bánh dừa. Cái
Một bánh cam cháo quẩy. Nó dài nè, nó bự nè. Có xôi chai, bánh bò. Bánh tét. Sorry. Thật là một đống nữa mà. Ai muốn nghe thì mình nói, ca ông ta học thêm, còn không là không có nói. Nay thứ bảy nên là đông người. Cây mày tôm cá. Hey, can't see me, tell me. I'm on your,
bán chuối, bán gì đủ thứ chứ. Chung đồ Việt Nam có gì là bên đây có bán hết á. Chợ đó quá trời người ta đi luôn rồi. Cửa hàng nên ta mua. Trái cây bánh tráng chỗ quá nhiều món luôn, chè xôi, cơm phần, điểm nhân mã, chứng vịt lộn bánh nha, cơm gà nha, gà nướng, cơm, rồi súp, nước mắm. Đây là quán cà phê Thank you.
đưa cho bác sĩ xin thuốc uống. Rồi mình sẽ dừng video đây.